Chào mừng các bạn đã đến với lớp học truyện tranh. Nếu mọi người vẫn còn tò mò về kiểu tóc mới của mẹ Mise thì video ngày hôm nay sẽ là câu trả lời nhé. Các cụ đã dạy rồi, cái răng cái tóc là góc con người, chả hiểu đi làm tóc ở đâu mà thành ra cái nỗi này. Báo hại bố con Shin chỉ được ăn mì tôm vì mẹ không thể đi chợ mua đồ ăn. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chúng mình cùng vào lớp thôi nào. Tập phim mẹ đã thay đổi kiểu tóc. Một sáng nọ, mẹ Mise và Hima đang nằm ăn vặt và xem TV. Sau chương trình chó trồng cây chuối sẽ đến chương trình nhận được nhiều phản hồi tích cực nhất. Xin giới thiệu anh phóng viên Ban, người dẫn chương trình sự lột xác diệu kỳ của bà nội trợ. Trước khi vào phần chính, chúng ta hãy đến với nhân vật trải nghiệm của ngày hôm nay. Cô ấy là Naoko Sekito, 29 tuổi, đến từ thành phố Yono. Ái chà, bằng tuổi với mẹ Mise mà trông không được trẻ trung lắm nhỉ? Trở nên xinh đẹp như các idol thì ai mà chả muốn? Khách mời của chương trình cũng đang rất hồi hộp. 2 tiếng đồng hồ trôi qua, đã đến lúc chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô Naoko sau khi biến hóa. Mẹ chỉ biết cười khẩy. Trông có khác gì đâu, vẫn y nguyên, ông Shin đi chơi về rồi đây, tự tiện lấy bánh gạo ăn như đúng rồi. Người góp công lớn nhất trong chương trình ngày hôm nay chính là nhà tạo mẫu tóc Deki Sato, đến từ thẩm mỹ viện Anaconda. Thấy chết đẹp là mẹ và Hima cuống hết cả lên, trên màn hình có thông tin liên hệ của cửa hàng, mẹ nhanh tay ghi chép lại. Shin nhăn nhó, không lẽ mẹ cũng muốn giống như idol Fujiwara của con sao? Ngày hôm sau, ba mẹ con đã có mặt ở tiệm tóc Anaconda. Shin nhảy lên tuyên bố với chị nhân viên rằng mẹ không thể nào xinh đẹp như idol đâu. Cái thằng này làm mất mặt mẹ quá. Chị ơi, chị nói với mẹ em đi ạ, đừng lãng phí thời gian nữa. Đấy, ăn đòn là ngoan ngay. Trong lúc ngồi đợi, Shin hỏi mẹ có thực sự muốn thay đổi kiểu tóc không, vì cậu linh cảm có chuyện không hay sắp xảy đến. Đừng có nói linh tinh, mẹ tin là mình sẽ đẹp hơn, không như bà cô trên TV đâu. Cuối cùng đến lượt mẹ Mise, Shin và Hima phải ở chỗ trông trẻ, không được theo mẹ. Nhưng mà con lo lắng cho sự thay đổi diện mạo của mẹ lắm. Khi thấy chị gái trông trẻ xinh đẹp, tự dưng Shin hết lo lắng rồi ạ. Ngồi trong lồng kính, hai đứa nhóc chăm chú quan sát mẹ. Chú Sato hỏi quý khách muốn làm tóc như thế nào. Mẹ bối rối mãi chẳng thành câu, tóc xoăn làm kiểu gì thì hợp ta. Chả biết mẹ ngại ngùng vì câu hỏi hay vì trai đẹp đây, có ảnh hay hình mẫu nào không hả mẹ Mise ơi. Thấy mẹ cứ lý nhí mãi, Shin liền chạy ra hét to. Là Norika Fujiwara, xin hãy biến mẹ cháu thành nữ idol Fujiwara. Trời, bao nhiêu người nhìn kìa, mẹ liền chụp Shin rồi tiện thể ăn hôi vài quả đấm. Nói chung là mẹ muốn tạo kiểu tóc giống như người mẫu Fujiwara. Chú Sato bắt đầu thể hiện kỹ năng điêu luyện của mình. Mỗi chú tóc rơi xuống, Shin không khỏi rùng mình. Kiểu này bố sẽ bất ngờ lắm cho coi. Trời tối, bố trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi. Hôm nay bố đã lỡ một cuộc hẹn quan trọng với đối tác vì nhớ sai lịch làm việc. Chả hiểu sao chú Kawaguchi lại khóc thương, trong khi bố mới là người chịu trách nhiệm mà. Ten ten, xin giới thiệu, đây là người mẫu Nohara Fujiwara. Xinh như này, sao mà bố ngẩn tỏ te thế? Trước sự tốn cơm dồn dập của mẹ, bố kêu la hỏi Shin, tại sao lại có cô gái lạ mặt ở trong nhà mình? Trời ạ, đó là mẹ Mise, biết ngay bố sẽ ngạc nhiên mà. Lát sau anh Shin cố gắng thuyết phục Hima rằng người kia là mẹ của chúng ta, chứ không phải bà cô vô danh nào đâu. Cũng may Hima chứng kiến quá trình thay đổi của mẹ, chứ không là khóc lên rồi. Dù sao thì mẹ rất đồng ý với kiểu tóc mới này, hai bố con thấy như nào thì mặc kệ nha. Sáng hôm sau, mẹ mang tông đơ ra cắt tóc cho Shin. Shin muốn đẹp trai như diễn viên Takizawa cơ, nhưng tóc ngắn thì sơ cua là hợp nhất rồi. Xong xuôi, mẹ quyết định đi ngủ trưa và kêu Shin dọn dẹp mọi thứ. Thiệt tình, dù thay đổi kiểu tóc nhưng mẹ vẫn sâu tính như mọi ngày. Trong lúc đi cất đồ, Shin thấy người mẫu Fujiwara trên tạp chí. Hình như tóc sau gái của mẹ không giống này thì phải. Shin quyết định tỉa bớt cho giống, đúng lúc mẹ xoay người. Và kết quả là hói nguyên một mảng luôn. Shin run rẩy sợ hãi, tất cả là tại cái máy này nha. Tập phim kiểu tóc ngày càng lạ. Shin vẫn chưa thôi bàng hoàng trước hậu quả mình vừa gây ra. Bỗng mẹ tỉnh dậy, định đi chợ mua đồ nên hỏi Shin có muốn bám đuôi không. Nay lại từ chối cơ à? Hiếm đấy, mà thế cũng tốt, ở nhà trông Hima nha, mẹ đi đây. Shin cố cảnh báo mẹ nhưng lại không dám nói. Đến phố mua sắm Kasukabe, mẹ vừa đi vừa tưởng tượng, giả dụ có ai đó bảo, ui nhìn giống người mẫu Fujiwara quá, thì mẹ phải làm sao ta? Hai mẹ con nhà Sakurada đi phía trước, có vẻ họ rất bất ngờ trước diện mạo mới này. Mẹ vừa hất tóc một cái, đã khiến mọi người chú ý không thể rời mắt. Rồi xong, phần đẹp nhất đã lộ diện. Trước sự tự tin của mẹ Mise, Nene không khỏi trầm cảm, đây đâu phải là mẹ mọi ngày của bạn Shin. Đang tận hưởng sự xinh đẹp thì bác hàng xóm đột nhiên xuất hiện. Nhìn mãi mới nhận ra cô Nohara đấy, nhưng nhìn sau gái thì bác đứng hình luôn. Đúng là giống người mẫu Fujiwara thiệt. Bác già rồi, chắc không hợp mấy kiểu này đâu. Có thêm sự công nhận của bác hàng xóm, mẹ càng tự tin sải bước, ngang qua cửa hàng điện tử, mẹ đi vô và tiếp tục ngắm nghía. Người đẹp mà được quay bằng camera xịn thì ăn ảnh khỏi bàn luôn. Không biết nhìn từ sau lưng thì sao ta? Shinosuke! Và thế là tối hôm đó, mấy bố con chỉ được ăn mì tôm. Shin được tặng thêm cục u to tướng trên đầu. Người lớn thật kỳ cục, có thế thôi mà cũng không nấu cơm. Tất cả là tại ai hả? Bố gợi ý, sao mẹ không đến thẩm mỹ viện mà sửa lại?
mẹ không thể ra đường với bộ dạng xấu xí này được. Vậy thì sớm muộn nhà này cũng chết đói cho mà xem. Sau khi suy nghĩ, mẹ quyết định nhờ bố xử lý bộ tóc. Này này, có vấn đề gì thì không được trách đâu đấy. Bố yên tâm, Shin đã ghi âm lời thề của mẹ làm bằng chứng rồi, bắt đầu cắt tóc thôi. Sau sự kiện tu sửa nhan sắc tối qua, mẹ phải sang nhà ba hàng xóm để than thân trách phận, còn bố thì đi làm với khuôn mặt đầy vết thương. Vừa nhìn mái tóc của cô Nohara, ba hàng xóm hét toáng lên, không biết bình luận như thế nào. Mẹ biết nó rất xấu, ôi kiểu tóc Fujiwara thời thượng của tôi. Còn cái thằng này nữa, chính mi đẩy mẹ vào phòng xoáy nghiệt ngã đó để giải quyết vấn đề, chỉ còn cách đến tiệm tóc sửa lại thôi. Ba biết chỗ này rẻ lắm, chỉ 1.500 yên, hãy để cho chuyên gia xử lý. Lát sau tại thẩm mỹ viện rau diếp cá, bà chủ rất quan ngại trước quả đầu này. Bao nhiêu năm trong nghề, chưa từng thấy bao giờ. Mẹ chỉ cần gọn gàng là được rồi, hết sức nhờ cậy vào bà chủ ạ. Xong xuôi, Shin bước ra ngoài với vẻ mặt căng thẳng, cậu không dám nhìn mẹ quá lâu. Đang đi thì gặp mẹ con nhà Sakurada, mẹ liền bế Shin núp vào cột điện. Thôi xong, bị phát hiện rồi, bất ngờ chưa? Mẹ liền chạy đến giải thích rằng, trời nóng quá nên cắt ngắn cho mát đi mà. Chuồn thôi. Lần thứ hai chạm mặt, Nene vẫn không tin đó là mẹ của bạn Shin, rồi mọi người sẽ biết hết cho coi, thật là xấu hổ quá đi mà. Tập phim làm cỏ giữa mùa hè. Một khu vườn rộng rãi, có hồ nước trong xanh và những đóa hoa hồng tươi thắm, một người chồng ngoại quốc điển trai và những đứa con xinh xắn đáng yêu. Đó là một cuộc sống đáng mong ước của mẹ. Nhưng thực tế thì, ông chồng nhìn chán không muốn nói, hai đứa con thì suốt ngày tranh giành nhau, cỏ thì mọc ung tùm, hoa thì héo nát cả ra, nhà trả góp không biết bao giờ mới xong. Mẹ chán cảnh này lắm rồi. Tuy nhiên, ngọn lửa ý chí không cho phép mẹ từ bỏ. Cuộc sống lý tưởng chỉ còn cách một bước chân mà thôi. Hôm nay mẹ quyết định sẽ trồng hoa trong vườn và việc đầu tiên là dọn đám cỏ dại. Nhưng trời nắng lắm, sao mẹ không làm một mình ạ? Không được, cả nhà đoàn kết mới thành công chứ. Với lại mẹ cũng muốn gia đình có kỷ niệm đẹp trong mùa hè này. Hời ơi, kỳ nghỉ thì phải được nghỉ chứ. Biết thế Shin đến nhà Maso chơi cho rồi. Không nói nhiều, hai bố con tập kết dụng cụ ra ngoài sân đi. Mẹ và Hima sẽ đi mua hoa. Bố xin phép đi vệ sinh, sau đó lén lút lấy gậy đánh gôn để đi chơi thì bị Shin phát hiện. Nếu muốn con giữ bí mật thì phải bịt miệng bằng chocobi đặc biệt á nha. Mẹ đã xuất hiện kịp thời, ai mà chống lệnh là tới số luôn. Shin bảo quần áo này không hợp để làm cỏ nên xin phép đi thay. Cậu mon men theo bờ tường, chưa kịp chuồn đã bị mẹ bắt lại. Rồi, hai bố con cắt cỏ cho sạch vào, mẹ đi mua hoa đây. Tay làm, con mồm thì liên tục than thở. Giá mà được cắt cỏ cùng người mẫu Norika Fujiwara thì sướng biết mấy. Đột nhiên chị Fujiwara xuất hiện và ngỏ ý giúp đỡ hai bố con. Thấy con run làm chị sợ, hai ông nhảy vào xử lý nó luôn. Hây, chắc bị say nắng nên sinh ra ảo giác rồi. Mẹ con mũi vo ve cứ bay qua bay lại. Một con đậu lên cổ bố, bố ngồi yên cho Kushin xử lý. Vừa quay đầu thì thấy ông con cầm cái liềm định bổ xuống. Trời ơi, định ám sát bố hả? Thiệt tình, chỉ là cho đùa kiểu ý thôi mà. Ý cái đầu nhà ông. Vào nhà lấy bình xịt côn trùng nhanh lên. Mẹ vừa mua hoa xong, mua cả nước trái cây cho hai bố con đây. Bên này, dù đã tìm được bình xịt, nhưng hai ông đã bị những tấm ảnh ngày xưa giữ chân. Tất nhiên, bãi cỏ vẫn chưa thay đổi gì. Mẹ vào nhà và nghe được hết tất cả lời chê bai của hai bố con về ảnh của mẹ. Mấy người nói ai là bà già nhăn nheo cơ? Thế là hai ông phải hì hục dọn vườn, vất vả đến mức toàn thân lấm lem bùn đất. Thành quả như này có khiến mẹ hài lòng không nhỉ? Trước bộ dạng xấu xí sợ sệt của mấy bố con, mẹ bật cười, cả nhà mình cùng đi tắm thôi nào. Tuy không giống như tưởng tượng, nhưng với mẹ Mise thì cuộc sống này cũng không đến nỗi tệ. Và đó là lời giải thích cho mái tóc hình đám mây của mẹ Mise. Đúng như Shin nói, tóc thay đổi nhưng khó tính như thường, chọc giận mẹ là xác định tới số luôn. Các bạn thích diện mạo trước đây hay bây giờ của mẹ Mise hơn? Hãy bình luận bên dưới cho tôi biết với nhé. Cảm ơn rất nhiều vì đã theo dõi tới phút cuối này. Đừng quên like và đăng ký ủng hộ lớp mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!